chào mừng tất cả các anh em đến với taxi coi ngày hôm nay thì taxi coi sẽ hướng dẫn cho anh em mình vẽ đường trendline hỗ trợ và kháng cự Đó thì uh, hiện tại thì mình đang đăng nhập về trên giao diện trên điện thoại uh, với đồng bitcoin usdt thì mình cũng ngay được ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là vẽ đường trendline cũng như là xác định cái đường trendline ở trên cái giao diện điện thoại này nhé ngoài ra thì anh em có thể vẽ ở trên rất nhiều thứ ví dụ như là cái trang web uh, vn trading coin uh, vn trading ấy viên uh, trading này rồi là rất rất nhiều trong web họ hỗ trợ cho chúng ta cái việc là vẽ trên line cũng như là kẻ đường. thế nhưng mình sẽ vẽ ở trên cái mình sẽ hướng dẫn vẽ ở trên cái app thông dụng nhất hiện nay. Đúng không? Cái sàn thông dụng nhất hiện nay là sàn binance. Thì để vẽ được thì uh, các bạn có thể vào trong uh, phần giao dịch của từng cái đồng coin một. Mình ví dụ như mình vào phần giao dịch của đồng bitcoin, mình chọn đồng bitcoin này nhé. Ok, mình uh, các bạn ấn vào phần đồ thị này. Đấy, các bạn ấn vào cái phần bên này này ở đây có phần vẽ, đấy thì chúng ta vẽ thôi. thì hiện tại ở đây thì mình đã chuyển các bạn có thể xoay cái màn hình ngang ra để chúng ta có thể dễ nhìn hơn. bởi vì không phải bạn nào cũng có thể ngồi trên máy tính với con chuột với màn hình to để có thể vẽ được trang này dễ dàng. thế nhưng mà với trên 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 ngay trên điện thoại, ngay trên giao diện điện thoại của binance thì chúng ta cũng có thể làm được cái điều này. Nếu các bạn ấn phần vẽ cho mình nhé. ok thì bây giờ giả sử như mình đang quay ngang cái điện thoại này ra, đấy và các bạn sẽ có một số những cái công cụ ở đây Đấy, các bạn sẽ có một cái số công cụ đây thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ qua về cái những cái công cụ này ở trên thì chúng ta sẽ có những cái khung giờ thì các bạn uh, chơi trong cái khung nào thì các bạn uh, chọn cái khung đấy nhé đấy, các bạn chọn cái khung đấy các bạn chơi trong khung nào thì các bạn chọn khung đấy À, bên này thì chúng ta bên bên phải cái cột bên phải này chúng ta có một số những công cụ sau ví dụ như đây là, chúng ta chọn cái đường vẽ này này thì có đường xu hướng Đấy, các bạn có thể nhìn cái hình ảnh minh họa này nối từ điểm này đến điểm này đường mở rộng xu hướng Đó là một cái đường thẳng dài nó kéo full cái đồ thị của chúng ta full màn hình của chúng ta Đấy, đường kẻ rồi là chiều ngang chiều ngang là gì ở à, đây mình sẽ vẽ thử nhé ví dụ như với đường xu hướng này này Đấy, thì các bạn kéo từ một cái đỉnh này đến một cái đỉnh này thì đấy là cái đường xu hướng các bạn xóa đây đi đường mở rộng xu hướng đường mở rộng xu hướng thì nó sẽ uh, kéo dài ra cho chúng ta cơ đây các bạn có thể nhìn thấy này nó sẽ kéo dài full cái cái đồ thị này luôn mãi mãi luôn rồi xóa đi này đường uh, kẻ đường kẻ thì nó sẽ có một hướng đấy đường kẻ nó sẽ có một hướng như thế này chiều ngang thì khi các bạn ấn tích vào đầu thì nó sẽ tự động vẽ một cái chiều thẳng hàng ngang ngang, ngang luôn. Đấy. Các bạn có thể uh, dùng cái điểm này các bạn di chuyển nó nhé. Các bạn di chuyển nó ở trên sàn panel thì như thế. Ok thì xóa cái đường này đi nhé. Thì Tiếp theo thì uh, có mở rộng chiều dọc này song song rất là nhiều thôi. Đấy. mở rộng hướng trong chiều dọc. Rồi là hai đường song song. À, thì ở đây chúng ta sẽ có một vùng nếu các bạn chọn 3 điểm thì chúng ta sẽ có một vùng một vùng chứ không phải là một đường nữa ở cái cái vùng này chúng ta rất có thể dễ dùng đấy nhá chúng ta sẽ hay dùng đấy đây ví dụ như mình chọn 3 điểm như này chúng mình sẽ có một cái vùng như thế này các bạn có thể xoay nó xóa đi này ok cuối cùng là đường giá đường giá thì ví dụ như các bạn muốn xác định cái điểm này các bạn muốn xác định cái điểm này là giá nào thì các bạn ấn vào đây thì nó sẽ cho chúng ta cái đường giá đường giá để ví dụ như là chúng ta đang theo dõi cái bùng giá đấy chẳng hạn để chúng ta để ở đây ok thì xong cái bước một à, đấy cái cái công cụ thứ nhất là như thế tiếp theo đến cái công cụ thứ hai là chúng ta họ uh, trên binance trên app binance đưa ra cho chúng ta hai loại sóng sóng chip bồ và sóng penta thực ra nó là cái một phần lý thuyết của cái sóng elliot đấy thì các bạn cũng có thực hiện như thế thôi một điểm hai điểm và ba điểm Đấy, chúng ta sẽ có ba cái khúc như thế này. Đấy. Thì cái vào cái phần liên quan đến sóng Eliot thì mình sẽ nói sau. Đấy. Chứ còn trong cái, cái 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 video này thì mình chỉ hướng dẫn về cái việc là vẽ 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 đường chân lai cũng như là vẽ đường chân lai chuẩn xác nhất thôi. Đây. Ví dụ như là cái cái sóng chip 3 thì nó như thế này. Đấy. Còn cái sóng penta penta thì đại loại nó kiểu như này này. Đấy, Đấy nhá đại loại là kiểu như thế này thì mình sẽ có video hướng dẫn sau uh, tiếp theo thì ở phần ô vuông này, này để cho chúng ta vẽ ô vuông đấy thôi nó chỉ đơn giản như này thôi các bạn ấn vào đây này chọn hai uh, đường thì nó tạo ra cho mình hình chữ nhật hoặc hình ô vuông như thế này thì uh, nó đều có một cái tính năng riêng nhé ví dụ như là trong một cái vùng giá nào đó các bạn xác định là nó đang nằm trong một cái ô vuông hoặc một cái vùng ở đấy các bạn vẽ kiểu dịu được đây mình à, ví dụ như là các bạn à, ừ, ví dụ như nhá đây giá nó đang làm, làm trong một cái ô vuông như thế này chẳng hạn à, đang làm trong một cái ô vuông như này thì bạn vẽ như này rồi là ô vuông như thế này hoặc là cái ô vuông này có thể sử dụng làm cái đường chân lai đường chân lai chúng ta gọi là vùng trên lai đây ví dụ như thế này đấy thì đây là cái tính năng của cái, cái việc vẽ ô vuông hình chữ nhật là như thế một cái công cụ thứ tư đây là cái phần này này đấy các khi ấn vào này các bạn chọn cho mình cái cái giải như thế này ok các bạn chọn giải như thế này thì nó sẽ ra những cái tỷ lệ thì uh, đây là cái tỷ lệ về sóng Elliott, đấy cái tỷ lệ mà tăng giảm như thế này này sóng Elliott thì cái này thì, uh, thì mình sẽ có một cái video riêng để hướng dẫn cho chúng ta riêng về cái 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 tỷ lệ này đấy đây tỷ lệ có sẵn thì đại loại là khi mà giá đến những cái vùng có cái tỷ lệ như thế này thì nó sẽ có xu hướng có một cái xu hướng rõ ràng ví dụ như tăng giảm hay là bật lại thì mình sẽ có riêng một cái video riêng về sử dụng sóng Elliot sóng Triple hay là sóng Delta đây là cái 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 mở rộng cái công cụ của chúng ta về ví dụ đường dày hay là mỏng nét đứt hay nét liền màu sắc đây là cái công cụ là Vẽ liên tục ấy Đấy ví dụ như mình ấn vào đây này Mình đang vẽ liên tục đúng không Nhưng nếu mà mình tắt cái tính cái năng đi Thì mình không vẽ liên tục nữa Đó. Ok bây giờ mình xóa hết đi Đó, Xóa hết đi Các bạn ấn vào này, này. Đấy, Thì nó sẽ ẩn đi Còn ấn vào đây Thì là xóa nhá Rồi Các bạn ấn đây thì là xóa này Ấn vào đây thì là ẩn và hiện này ấn vào đây là bật tắt cái tính năng bật tắt tính năng vẽ liên tục còn à, chỗ này thì là, 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 để chúng ta hiện lên cái 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 giống như ở bên ngoài giống như cái giao diện bên ngoài bật đường ma ma bolliger ben ấy parabolic xa đấy rồi là vôn các thứ đấy đây này đấy thì các bạn ấn vào cái phần này này đấy ok